Xin chào tất cả các bạn, chào mừng đã quay trở lại Relab của mình là Phong đây. Trong series P30 năm nay của nhà Huawei thì ngoài hai sản phẩm flagship đó là P30 và P30 Pro, chúng ta còn có thêm một bộ máy tầm trung nữa, đó là Huawei P30 Lite. Nếu như mà ở năm ngoái thì các bạn đã có cái chiếc P20 Lite, hay ở Việt Nam còn được gọi về cái tên đó là Huawei Nova 3e, là một chiếc máy tầm trung mà nhận được rất là nhiều sự yêu thích cũng như là quan tâm đến từ người sử dụng. Thì năm nay cái chiếc P30 Lite này có cái điểm gì nổi bật và cải tiến so với các phiên bản trước thì ngay bây giờ hãy cùng mình mở hộp cũng như là đánh giá nhanh chiếc điện thoại này nhé. Nhìn chung thì cái cách đóng hộp của chiếc P30 Lite năm nay khá là đơn giản. Và khi mà mở ra thì chắc chắn là có máy bên trong rồi, mình sẽ đặt cái nhân vật chính của chúng ta sang một bên nhá. Phụ kiện bên trong thì các bạn sẽ có một cái ốp bằng nhựa dẻo này, sách hướng dẫn sử dụng, que chọc SIM. Tiếp theo nữa thì ở bên dưới này thì sẽ là cáp sạc Type-C. Và đây là củ sạc nhanh 18W khá là to. Và đây là một cái lợi thế của máy khi mà trong cái phân khúc này thì nhiều mẫu máy không được trang bị cái sạc nhanh kèm theo máy như thế này. Và cái công suất của nó thì cũng không lớn được đến tận 18W. Ví dụ như kiểu là Samsung Galaxy A50 thì chỉ là 15W mà thôi. Cuối cùng thì các bạn sẽ có một cái tai nghe. Vâng, về cái chiếc máy này, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì cái điểm nổi bật nhất của P30 Lite đó chính là về cái sức mạnh camera đã được cải tiến rất là nhiều so với các phiên bản trước. Cụ thể các bạn sẽ có một cái cụm 3 camera ở phía sau. Camera chính thì có độ phân giải là 24MP, khẩu độ f1.8. Camera góc rộng 120 độ thì có độ phân giải là 8MP. Và camera hỗ trợ xóa phông thì có độ phân giải là 20MP và khẩu độ f2.4. Và qua cái trải nghiệm nhanh thì mình thấy rằng là cái chất lượng có vẻ nhỉnh hơn so với cả các mẫu smartphone tầm trung năm ngoái như là Nova 3i. Và khả năng bắt nét cũng nhanh hơn nữa. Huawei P30 Lite thì cũng được trang bị cái cụm camera góc rộng, một cái tính năng nổi bật đã xuất hiện trên Mate 20 Pro trước đây. Năm nay thì cụm camera phía trước cũng nhận được cái sự nâng cấp mạnh mẽ khi mà có độ phân giải lên đến tận 32MP. So với cả các mẫu smartphone khác cùng tầm giá thì đây là một con số lớn nhất các bạn có thể lựa chọn. Điểm mạnh thứ hai của Huawei P30 Lite đó là về cái phần thiết kế. Các bạn có thể thấy rằng là mặt trước chúng ta đã có một cái màn hình với thiết kế theo dạng giọt nước. Và cái kiểu thiết kế này thì nó có cái nét thẩm mỹ hơn rất là nhiều so với cả cái kiểu thiết kế tai thỏ ở năm ngoái. Và ở thời điểm hiện tại thì cái thiết kế màn hình giọt nước này cũng khá là phổ biến, nên là những cái game khi mà chơi ở trên những cái màn hình kiểu như thế này thì nó cũng bị lẹt ít hơn so với cả khi các bạn chơi ở cái màn hình tai thỏ. Phần mặt lưng thì vẫn có cái màu sắc rất là đẹp và giữ phong độ giống như những cái mẫu máy như là Huawei Nova 3i. Và cái cảm giác hoàn thiện ở trên cái chiếc P30 Lite này thì nó cũng rất là nuột cái cảm giác cầm nắm của mình, không có một chút gì khó chịu cả. Cuối cùng đó là cấu hình, thì cấu hình ở trên chiếc P30 Lite năm nay được nâng cấp nhẹ. Cụ thể là các bạn sẽ được trang bị con chip Kirin 710 với 6GB RAM cũng như là 128GB bộ nhớ trong. Đây không phải là một con chip mà quá xa lạ với cả các bạn. Và Relab đã có rất là nhiều video test hiệu năng. Với cái công nghệ GPU Turbo hiện tại thì Kirin 710 cho hiệu năng tốt, chơi game khá là ngon ở trong cái tầm giá này. Và nếu như mà so với cả cái thế hệ tiền nhiệm thì ngoài cái bộ nhớ trong vẫn là 128GB, rất là lớn, có thể lưu trữ rất nhiều thông tin, rất nhiều tài liệu. Các bạn cũng được nâng cấp cái dung lượng RAM lên đến 6GB. Và với cái dung lượng RAM này thì nó sẽ cho máy có cái trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn, cũng như là hỗ trợ thêm một phần nào đó về cái phần chơi game. Và trên đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái chiếc Huawei P30 Lite. Nhìn chung thì đây là một chiếc máy mà có nhiều yếu tố mà khiến mình cảm thấy hài lòng. Đó là cái cụm camera ở đây, nó được nâng cấp rất là nhiều với cái tính năng chụp góc rộng. Tiếp theo, phần màn hình thì cũng được theo trend màn hình giọt nước năm nay. Và máy thì cũng được nâng cấp nhẹ về cái phần hiệu năng. Thế nên là mình nghĩ rằng là đây là một chiếc máy có thể nói là rất là tốt ở trong cái mức giá tầm trung. Và bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 7 tháng 4 thì khi mà đặt mua sản phẩm Huawei P30 Lite, các bạn sẽ nhận được bộ quà rất là giá trị, bao gồm một loa Bluetooth đổi màu trị giá 900.000 và một phiếu mua hàng trị giá 500.000. Và chương trình này thì áp dụng tại rất là nhiều các chuỗi bán lẻ. Vì vậy nên nếu như các bạn đang yêu thích chiếc máy này thì đừng chậm trễ, đến ngay và sắm cho mình chiếc điện thoại này trong khoảng thời gian khuyến mãi nhé. Và video mở hộp chiếc Huawei P30 Lite ngày hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là ấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video tiếp theo của Relab. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.